khi thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Cầu phương vào không, cải người rất khôn ngoan. Quang Hải chuyển quá bóng tuyệt vời, đó là một pha chuyền bóng chính xác. Trọng Hoàng, Trọng Hoàng dứt điểm, cầu vào, cầu vào, vào! Đó lại là công phượng, một người đặc biệt có duyên ghi bàn vào lưới của các đội tuyển Iraq, và vẫn là một miếng đánh quen thuộc. Những pha bóng đòi hỏi tốc độ, sự khéo léo và những tình huống xâm nhập đầy bất ngờ đã mang đến sự bùng nổ ở JS Sports City. Và cũng thiếu 12 ngày nữa là tròn 1 năm chúng ta đánh bại đội tuyển U23 châu Á, đội tuyển U23 Iraq ở giải U23 châu Á. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam, trận đấu mở màn của chúng ta ở Asian Cup 2019 đã được bắt đầu. Và trong hiệp đầu tiên, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Trọng tài đã thổi phạt, quả đá phạt chắc sang bên phía cánh trái. Tình huống phạm lỗi có lẽ là của Trọng Hoàng. Cầu thủ đang tỏ ra rất đau đớn ở trên sân, đó là tiền vệ mang áo số 6 của đội tuyển Iraq, Ali Adnan Antamimi. Chúng ta cùng xem lại pha quay chậm. Trọng tài đã tỏ ra rất nghiêm khắc với tình huống vào bóng này của Trọng Hoàng, và thẻ vàng được rút ra từ rất sớm dành cho hậu vệ cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Trọng Hoàng đã kịp bình phục chấn thương để trở lại và ngay lập tức nhận được một số đá chính. Ông Katanes là một cầu thủ từng rất nổi tiếng của bóng đá Slovenia, và trước đây đã cùng với đội tuyển Nam Tư dự những kỳ Euro hay World Cup. Và tình huống giải nguy là của Lương Xuân Trường. Thực sự là chúng ta đều cảm thấy rất lo lắng trong tình huống vừa rồi, vì trong những bàn thua mà đội tuyển Việt Nam phải nhận trong khoảng 2 tháng vừa qua thì thống kê cho thấy 5 trên 7 bàn thua đến từ những tình huống cố định. Xuân Trường, Xuân Trường và Hùng Dũng đang là hai tiền vệ trung tâm, và chắc chắn Hùng Dũng sẽ là người đá thấp hơn. Pha xử lý vừa rồi là của Quang Hải, công phượng. Trọng tài đã thổi phạt với công phượng trong tình huống tranh cướp bóng cùng với hậu vệ Alice Atia. Mặt sân của JS Sports City rất lý tưởng cho những tình huống ban bật và những pha xử lý kỹ thuật của chúng ta. Trọng Hoàng, Ibrahim, nguy hiểm. Đó là tình huống giải nguy kịp thời của Hùng Dũng. Việc các tiền vệ trung tâm lui về và tham gia phòng ngự như vừa rồi là rất cần thiết, khi mà Iraq đang tạo ra một thế trận tương đối đa dạng, không chỉ có bóng dài mà còn có những tình huống phối hợp bóng ngắn. Trong khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 quen thuộc, thì đội tuyển Iraq đang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1. Cầu phương, cầu phương. Phan Văn Đức đang di chuyển. Phan Văn Đức có khả năng di chuyển tuyệt vời, nhưng đó là một tình huống diễn ra ở tốc độ rất cao. Vừa rồi là một bài phối hợp rất tốt của cầu thủ Việt Nam, nhưng đáng tiếc là đường chuyển cuối cùng của Công Phượng lại có lực hơi mạnh một chút, đã quá đà di chuyển của Phan Văn Đức. Đây là cơ hội dành cho tiền đạo Ali Kathim. Hussein, một pha đổi người rất tốt của Đặng Văn Lâm. Tập trung vào, đó là thông điệp mà Đặng Văn Lâm muốn ở các đồng đội của mình ở phía trên. Đúng là trong một trận đấu thuộc một giải đấu lớn như thế này thì chỉ cần một thoáng mất tập trung thôi là có thể dẫn tới những kết quả không như mong muốn. Và vừa rồi thì đội bạn đã rất chân, rất nhanh để thực hiện một cú ra chân.
nguy hiểm. Những gì chúng ta lường được đều đang được cầu thủ Iraq thể hiện những pha bóng bổng, và vừa rồi là tình huống đánh đầu của Ali Faez. Cú đá được thực hiện tốt bởi Hussein. Trong đội hình của đội tuyển Iraq thì còn một cái tên Hussein khác rất quen thuộc, đó là Ayman Hussein, cầu thủ đã từng ghi 2 bàn vào lưới của đội tuyển U23 Việt Nam và có một hình ảnh tương đối giống với huyền thoại Younes Mahmut. Với chất lượng của đội hình hiện tại thì các cầu thủ Việt Nam của chúng ta không hề thua kém đối thủ về mặt kỹ thuật. Quang Hải đã bị đau. Tình huống phạm lỗi là của tiền vệ trung tâm Shafiq. Và như vậy là số 8 của đội tuyển Iraq cũng đã phải nhận thẻ vàng. Một điểm chung của hai đội khi mà cả hai cầu thủ mang áo số 8 đều đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Al Jassim. Trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 ở đầu trận của huấn luyện viên Katanek thì Shafiq và Hussein là bộ đôi tiền vệ trung tâm. Tiền vệ phòng ngự của đội bóng này đó là số 7 Al Furaiji, và đá cao nhất trên hàng tấn công đó là số 10 Ali Kathim. Và trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2018 vừa qua thì anh có được thứ hạng thứ 15. Trọng Hoàng, điểm chuyền hơi vội và không có địa chỉ chính xác. Phải nói là Iraq đã nghiên cứu kỹ và đánh giá rất cao lối chơi thiên về kỹ thuật của chúng ta nên họ đang đá với một đội hình thấp. Đường chuyền của Công Phương, quá hay! Có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của Quang Hải trong pha bóng vừa rồi là một tình huống ngả người bắt vô lề, nhưng bóng đã đi quá tầm chân của anh. Một pha phối hợp rất có ý đồ và khá sắc của đội tuyển Việt Nam, chỉ tiếc là không được kết thúc với một tình huống dứt điểm. Nếu như là cầu thủ thuận chân phải thì đây sẽ là một cơ hội thực sự dành cho Quang Hải. Nhưng đáng tiếc anh lại là cầu thủ thuận chân trái và không thể thực hiện cú vô lề. Ý đồ là rất tốt. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo mang áo số 10 của đội bóng này Khadim, phải nói là một gương mặt đáng gờm dù còn rất trẻ. Nguy hiểm, quá hay, áp sát. Đó liên tục là những tình huống phòng ngự tốt của chúng ta. Đầu tiên là Duy Mạnh và sau đó là sự bọc lót và phối hợp giữa Lâm và Hải. Sự xuất hiện đúng lúc của đội trưởng Quế Ngọc Hải đã ngăn chặn được cú sút cực căng ở kỹ lưỡi gần của tiền vệ Hussein. Huấn luyện viên Katanek rất tự tin vào việc đội bóng của ông sẽ vượt qua đội tuyển Việt Nam, nhưng thực tế thì chúng ta thấy là hơn nửa hiệp 1 đã trôi qua, đội tuyển Iraq đang gặp những khó khăn nhất định trước đội tuyển Việt Nam, cũng ra sân với một tâm lý đầy tự tin. Quang Hải, vị trí của Phan Văn Đức và Quang Hải liên tục được hoán đổi cho nhau. Khi thì Phan Văn Đức hoạt động rộng và Quang Hải đá cao, còn lúc này thì đang là sự xuất hiện của Quang Hải. Công Phương! Vào không! Vào! Đội tuyển Việt Nam đã mở tỷ số! Chúng ta cần phát huy được những tình huống phối hợp xẻ nách vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đội tuyển Iraq và chúng ta đã thành công. Vẻ mặt đầy ngơ ngác của trung vệ Ali Faez đủ để hiểu rằng là các cầu thủ Iraq đã bất ngờ như thế nào trong tình huống phối hợp tấn công này của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại, không hề việt vị, pha di chuyển rất khôn ngoan của Công Phượng. Và đây là một bàn thắng có phần may mắn dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. May mắn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta vừa hay lại vừa may. Chúng ta đã đánh vào đúng điểm yếu của đối phương. Đó là sự vụng về. Có lẽ đây sẽ là bàn tính cho pha đốt lưới nhà của trung vệ Ali Faez. Nhưng phải nói rằng Công Phượng cũng đóng góp rất lớn công trong tình huống này, với một tình huống băng vào rất nhanh ở trong khu vực 16m50. Và bây giờ thì lại thêm một bất ngờ nữa đã xảy ra tại vòng chung kết của Asian Cup năm nay. Đó là lý do mà ông Park Hang-seo không sử dụng một tiền đạo số 9 thực thụ, để sử dụng Công Phượng ngay từ đầu và là người đá cao nhất. Một sự khởi đầu như mơ của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường Asian Cup. Nguy hiểm. Duy Mạnh đang bị đau. Trong những trận đấu như thế này,
thì các cầu thủ của chúng ta sẽ rất dễ phải nhận những tình huống đau đớn ở trên sân. Ở giải U23 châu Á thì có trận đấu cuộc đối đầu với Qatar, Duy Mạnh còn đổ máu và phải rời sân. Duy Mạnh đã rất khôn ngoan trong tình huống này. Khi mà cảm thấy Đặng Văn Lâm ở một vị trí không còn an toàn để bắt bóng thì Duy Mạnh quyết định phá bóng, dù trước đó ý đồ của Duy Mạnh là rất rõ ràng, che chắn để Văn Lâm cắt tình huống tấn công của đối phương. Xuân Trường là người đoạt bóng, một tình huống xử lý hay, nhưng khi có tới hai cầu thủ đối phương áp sát thì chúng ta không còn duy trì được quyền kiểm soát của mình. Có lẽ là Quang Hải là người vừa bị thổi phạt. Nguy hiểm quá. Không vào. Đó là cú dứt điểm của số 10 Kadim. Vừa rồi là tình huống xử lý lỗi thứ hai kể từ đầu trận của Xuân Trường. Rất may là trong pha bóng này, Mohanad Ali Kadim đã dứt điểm bóng ăn ra má ngoài chân phải và đi chệch khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sức ép rất lớn mà cầu thủ Iraq tạo ra khiến cho những pha xử lý của cầu thủ Việt Nam không có được sự chuẩn xác cao. Sau tình huống pha bóng không tốt của Xuân Trường thì ngay sau đó Duy Mạnh cùng các đồng đội cũng đã xử lý không an toàn, rất nguy hiểm. Adin. Tỷ số đã là 1-1 dành cho cầu thủ Iraq. Một sai lầm hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Và đến phút thứ 35, tiền đạo Mohanad Kadim đã mang về bàn gỡ hòa dành cho cầu thủ Iraq. Rất đáng tiếc. Bây giờ thì hai đội sẽ trở lại vạch xuất phát. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Những sai lầm liên tiếp ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Lần này là pha xử lý không chắc chắn của Đỗ Duy Mạnh. Và tiền đạo của đội tuyển Iraq Mohanad Ali Kadim đã chấp thời cơ rất tốt. Pha xử lý chính xác ở tốc độ cao và không có cơ hội dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm. Đội tuyển Việt Nam đã bị mất tuyến giữa trong ít phút vừa rồi. Nhưng phải nói đây là một pha xử lý hay của một cầu thủ còn rất trẻ của đội tuyển Iraq. Cầu thủ mới 18 tuổi. Xuân Trường, Quang Hải, Phạm Văn Đức, Công Phượng, Công Phượng. Phạm Văn Đức thả quả bóng vào khoảng trống giữa hai trung vệ của đội tuyển Iraq. Công Phượng, tài người rất khôn ngoan. Quang Hải, chuyền bóng tuyệt vời. Đó là một pha chuyền bóng chính xác. Trọng Hoàng, Trọng Hoàng dứt điểm. Công Phượng, Công Phượng vào. Người đặc biệt có duyên ghi bàn vào lưới của các đội tuyển Iraq. Và vẫn là một miếng đánh quen thuộc. Những pha bóng đòi hỏi tốc độ, sự khéo léo và những tình huống xâm nhập đầy bất ngờ đã mang đến sự bùng nổ ở JS Sports City. Bàn thắng vừa rồi của Công Phượng đã giải tỏa được sức ép và sự hối tiếc của Duy Mạnh. Duy Mạnh đã tự cảm thấy rất lỗi trong bàn thua của đội tuyển Việt Nam. Đây là một pha bóng mà ba cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn. Đầu tiên là đường kiến tạo, đường truyền của Quang Hải dành cho Trọng Hoàng, sau đó là một tình huống đột phá trung lộ và dứt điểm đầy bất ngờ, và Công Phượng trong tình huống băng vào sút bồi đã không bỏ lỡ cơ hội để lần thứ hai trong trận đấu đưa đội tuyển Việt Nam của chúng ta vươn lên dẫn bàn. Biến ảo, đó là những gì chúng ta có thể nói về bàn thắng này. Cái cách mà Quang Hải thả đường bóng sang bên phía cánh phải để Trọng Hoàng băng xuống và Trọng Hoàng xâm nhập vào khu vực cấm địa đối phương, xử lý khéo léo. Công Phượng ngày hôm nay đang cho thấy vai trò của một tiền đạo cắm thực thụ. Khó khăn vẫn chưa hết. Văn Lâm rất tốt. Và lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên trong trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 đã vang lên. Đó là một hiệp đấu có những
sai sót, đã có bàn thua nhưng vẫn là một hiệp đấu như mơ với đội bóng của chúng ta. Khi chúng ta có được hai bàn thắng, một tình huống đá phản của đối phương và một tình huống trực tiếp lập công của Công Phượng. Đó là những tình huống mà dấu giày của Công Phượng là rất rõ ràng, nhưng đó là thành quả của một lối chơi tập thể hợp lý và những toan tính chính xác của huấn luyện viên Park Hang-seo.